Theo Tổng cục Thống kê, thì 4 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,8%. Xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều tăng trưởng hai con số. Trong đó Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4%. Xuất khẩu sang thị trường EU đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15%. Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2%.